thước của chủng khuẩn. Thước của chủng khuẩn. LCS. LCS. À, rất nhỏ. Rất nhỏ. Rất nhỏ. nhỏ. À, rất nhỏ. nhỏ. À, rất nhỏ. Rất nhỏ. Ừ, lần nữa. Rất nhỏ. Rất nhỏ. Rồi, gắn lên với chữ đó nghe Khánh. À, nên không thể. Nên không thể đếm bằng mắt thường. Nên không thể. Không bắt thường nên không thể đếm bằng mắt thường nên không thể đếm bằng mắt thường đếm bằng mắt thường rồi một lần nữa nha nên không thể đếm bằng mắt thường nên không thể đếm bằng mắt thường đếm bằng mắt thường đếm bằng mắt thường rồi câu tiếp theo nha lấy câu đó nghe khánh rồi nè, câu tiếp theo nè. Vậy thì làm sao? Vậy thì làm sao? Có thể đếm được. Có thể đếm được. Rồi. Rồi. Cái câu đó có cần làm lại không Khánh? <laughs> rồi chưa? Rồi nè, rồi câu nãy con làm tốt rồi nè. Nè, nhìn vô. Rồi. Vậy thì làm sao? Vậy thì làm sao? Rõ vô, rõ chữ vô. Vậy thì làm sao? Vậy thì làm sao? Quay quay qua máy. Để cái dây xuống. Vậy thì làm sao? Vậy thì làm sao? Có thể đếm được. Có thể đếm được. Nhìn vô cái mi. Có thể đếm được. Có thể đếm được. Ừ, rồi tốt, lấy cao đó nghe Khánh. Rồi, trước tiên bạn Hải. Trước tiên Hải Hải. Ừ, rồi, lại nè. Trước tiên bạn Hải. Tiên trước tiên bạn hải trước tiên bạn hải bạn hải bạn hải rồi trước tiên trước tiên bạn hải đúng rồi rồi pha loãng gia cun dần dần pha loãng gia cun dần dần rồi tốt lấy ngay khánh rồi câu tiếp theo nè rồi tiếp theo hãy cho gia cun Tiếp theo hãy cho gia quân. Tiếp theo hãy, hãy. cho gia quân. Hãy cho Gắn lên được không Khánh? Rồi, tiếp theo hãy cho gia quân. Tiếp theo chú gia quân. Rồi con nói hai hai tăng nha. Tiếp theo. Tiếp theo. Hãy cho gia quân. Hãy cho gia côn. Rồi gắn lên Khánh. Tiếp theo. Chủ, hãy, cho chủ, hãy cho gia quân. Hãy cho gia Tiếp theo. Tiếp theo hãy cho gia quân. Tiếp theo hãy cho gia quân. Rồi, à, tiếp theo nghe câu tiếp theo nè. À, đã được pha loãng. Đã được pha loãng. Rồi, vào môi trường nuôi cấy. Vào môi trường vô cấy. Vào môi trường nuôi cấy. Và môi trường luôn cấy. Nuôi cấy. Nuôi cấy. Rồi, một lần nữa. Vào môi trường nuôi cấy. Và môi trường vô ừ. cấy. <laughs> vào môi trường nuôi cấy vào môi trường nuôi cấy rồi gần được rồi đó vào môi trường nuôi cấy vô trường vào môi trường vào vào môi trường nuôi cấy vào môi trường do cấy rồi con ghi đi vào môi trường vào môi trường nuôi cấy nuôi cấy rồi gắn lại cái khánh rồi câu tiếp theo nha tiếp tục để chúng phát triển Phát triển. tiếp tục Tiếp tục. Tiếp tục. Để chúng phát triển. Để chúng phát triển. Đừng có dùng cái đừng có cái gì. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tiếp, tiếp tục. Tiếp ừ. Rồi lại lớn à, tiếp tục. Tiếp tục. Đừng. Để... Tiếp tục. Tiếp tục. Để chúng phát triển. Để chúng phát triển. Rồi, lắng nghe Khanh. Rồi đến khi tạo thành đến khi tạo thành đến khi, đến khi tạo thành đến khi tạo thành đến, 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 đến khi đến khi đến khi tạo thành tạo thành gắn lại hai chữ bốn chữ nghe không rồi à từng nhóm LCS từng nhóm, nhóm... LCS LCS ừ từng nhóm LCS rồi một lần nữa Từng nhóm LCS Từng nhóm ICS LCS LCS Rồi Từng nhóm LCS Từng nhóm LCS Một lần nữa Từng nhóm LCS Từng nhóm LCS Rồi con nói lớn anh nha từng nhóm, từng, nhóm từng nhóm LCS Từng nhóm LCS Đúng rồi, lấy câu đó nghe Khánh Gọi là cụm khuẩn cung phụng rồi quay vô cái mi Gói... gối Để... rồi hả đấy ăn quên rồi con gần xong rồi con anh xong rồi con xong rồi anh hinh vô con xong đi anh, anh hinh vô à, gọi la cũng khuẩn gọi la cũng khuẩn đúng rồi giỏi quá gần xong rồi khi chúng hình thành cụm khuẩn khi chúng hằng hằng khuẩn khi chúng hình thành cụm khuẩn khi chúng hằng hằng khuẩn rồi khi chúng hình thành khi chúng hằng hằng. Cụm khuẩn Cụm khuẩn rồi ngắn vô đây hán thì có thể đếm được thì ngắn có thể được. Đếm, đếm được để tôi phân nhau rồi thì có thể đếm được thì có thể là đếm được một lần nữa rõ vô thì có thể đếm được thì có thể đếm được rồi gần xong rồi rồi sẽ ấy vô đây rồi chúng ta có thể đếm được chúng ta có thể đếm được Tốt. Rồi. Số lượng khuẩn. Số lượng khuẩn. Có trong một chai da Có trong một chai da cun. Dựa trên số lượng cụm khuẩn. Dựa số lượng khuẩn. Dựa trên. Dựa trên. À, nó lớn lên. Dựa trên. Dựa trên. Nó lớn lên. Dựa trên. Dựa trên. Số lượng cụm khuẩn. Số lượng cụm khuẩn. Gái, số lượng cụm khuẩn nó lớn lên. Số lượng khuẩn. Số lượng khuẩn Số lượng cụm khuẩn. Số lớn khuẩn. Số lượng. Số lượng. Cụm cụm khuẩn. Con khuẩn. Cụm khuẩn. Con khuẩn. Cấm. Cấm. Ừ, cụm khuẩn. Con khuẩn. Nó lớn lên cụm khuẩn. Con khuẩn. Đúng rồi, gắn vô anh khánh Rồi câu cuối cùng nha, câu cuối cùng nha. Số số khuẩn LCS. Số khuẩn LCS. Nghe đi là Số khuẩn. Nó lớn lên. Số khuẩn. Nó lớn lên. Số khuẩn. Số khuẩn. LCS. LCS. Rồi gắn. Nó nhỏ thôi. LCS. LCS. Rồi. Được đếm chính xác. Được đếm chính xác. Rồi. Dựa vào phương pháp khoa học. Rồi à. câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Dạ. Rồi câu cuối cùng à. nha. Rồi. Dựa vào phương... pháp à rồi rồi hết rồi. Gà câu cuối cùng nha. Dựa vào phương pháp khoa học. Dụ hấp em hoạt. Gà con nói nè. Dựa vào. Dựa vào. Phương pháp khoa học. Hô hấp em hoạt. Phương pháp. Phương pháp em hoạt. <laughs> phương pháp thôi. Phương pháp. Phương pháp em hoạt. Phương pháp khoa học. khoa phụ em học. Gà nè. Phương pháp khoa học. Phương pháp khoa học ngữ rồi nó lớn lên phương pháp khoa học phương pháp khoa học giỏi rồi lần nữa nha một lần cuối nha phương pháp khoa học phương pháp khoa học ok rồi xong yeah yeah rồi xong Quay tình hình là đã... cao tuấn cơ đã xong rồi cảm ơn con nha do mà kia nhận tiền cách xe <laughs> khánh ơi chuẩn bị tiền cách xe xong chưa